Rồi bây giờ chúng ta khui hộp cái máy massage đầu giống như cái súng như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có đây cái phụ kiện là một cái đầu dùng để bấm huyệt, phụ kiện đấm lưng, đây là phụ kiện về hai cái đầu, còn đây là toàn thân máy, và có một cái cục gọi là cục sạc. Rồi ở phía sau cái máy này thì khi là tháo lắp rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần tháo cái nút này ra là chúng ta tháo là được. Rồi ở sau lưng máy này nó có một cái cổng sạc và một cái nút tròn tròn đó. Cái nút tròn tròn này là để có 5 cái chức năng chúng ta bấm vô ha, thì mạnh nhẹ khác nhau. Máy này xài rất là bền nha, so với những cái dòng máy khác này chúng ta đã được test rồi ha, thì bấm vô thì nó rung như thế này, tốc độ rung như thế này đó, cái gì thấy không, nó rung rất là mạnh, thấy chưa. Đây mạnh hơn nữa nè, mạnh hơn nữa nè, nó và như vậy nó đấm bóp rất là sướng đó. Đây là chức năng tiếp tục nè, tiếp tục nữa nè, rồi cuối cùng nữa nè, nó rất là nhanh. Rồi cuối cùng chúng ta tắt như thế này, khi nào hết pin thì chúng ta cần cắm cái dây nguồn và chúng ta sạc thôi.